Chào các bạn nhé. Vâng, tôi đang ở hãng ô tô hau Opel. Đây là chiếc xe Opel Car. Opel Car. Đây là một chiếc xe rất là nhỏ gọn và phù hợp với việc mà đi lại trong thành phố. Và theo như chúng tôi vừa điều tra và được biết, tại đây là hãng Opel, là công ty mẹ, đấy là công ty KM, tức là chuyên sản xuất xe Opel và xe Chevrolet, thì là hai cái dòng xe đó. Thì cái xe Chevrolet hiện nay đã không còn sản xuất và bán từ năm 2016, và hiện nay chỉ còn bán xe Opel. Đây là loại Opel K, mà như các bạn cũng đã biết là cái Opel này là đã tương tự với cả dòng xe mà ông được cho rằng là cái phần bên trong là tương tự với dòng xe của ông Phạm Nhật Vượng đã bán, là xe VinFast Fadi. Chiếc xe này thì có cái đặc biệt là nó rất nhỏ và nó có thể di chuyển trong thành phố và tiết kiệm được xăng. Và đây là dòng xe nhỏ nhất của hãng Opel đã bán ra trong thời gian qua. Và cũng theo những thông tin chúng tôi được biết thì cái chiếc xe này là hiện nay là sẽ không sản xuất nữa, tức là tại Đức sẽ dừng sản xuất cái loại xe Opel Car này. Và chiếc xe này chỉ còn đây, Opel Car, và đây. Và cái chiếc xe này chỉ còn sản xuất trong một thời gian ngắn, tức là họ bán nốt những chiếc xe ở trong kho và bây giờ chỉ còn những chiếc xe còn lại thôi. Và từ cuối tháng 5 vừa qua thì đã không còn sản xuất loại xe này nữa. Vậy thì cái thông tin và cho biết rằng là chiếc xe này có thể, công nghệ này là đã được bán cho một cái nơi nào đó và họ không sản xuất tiếp xe này. Và tuy nhiên chiếc xe mà ông Phạm Nhật Vượng sản xuất ra là xe VinFast Fadi thì là nó dùng công nghệ loại cũ, tức là Euro 4. Thế còn chiếc xe này là dùng công nghệ là Euro 6. Vậy tại sao lại có sự chênh lệch như vậy? Bởi vì là chiếc xe mà dùng cái này là dùng nó có Euro 6. Euro 6 thì ở Đức thì mới được chấp nhận và đăng ký để cho lưu thông, và nó bởi vì chiếc xe rất là tiết kiệm và đảm bảo cái vấn đề là ô nhiễm môi trường tốt, rồi có đầy đủ những cái thông tin về khí thải và được kiểm định rất là rõ ràng. Thế còn chiếc xe mà VinFast Fadi thì theo như một người bán hàng, họ đã đưa ra cái thông tin cho tôi và tôi đã tiếp tục truyền tải trong thời gian vừa qua, đó là việc chiếc xe đó là chỉ có Euro 4 thôi. Mà Euro 4 thì các bạn cũng biết rằng ở Đức thì không được tiếp tục đăng ký với những xe mới ra, là không thể đăng ký được, mà chỉ đăng ký Euro 6, còn Euro 5 cũng không được đăng ký. Tức là 4 và 5 là hoàn toàn là chỉ bán cho những nước lạc hậu, những nước nghèo, mà ở đó thì những cái yêu cầu về khí thải, yêu cầu về môi trường và an toàn thì rất là thấp. Thì trong đó tôi nghĩ rằng là có Việt Nam. Thế đây là các bạn đang chứng kiến chiếc xe Opel Car. Đây là chiếc xe gần như cuối cùng cũng được bán trong cái hãng Opel này, là của tại Đức, và hãng Opel là trực thuộc của công ty GM của Mỹ. Đấy. Các bạn thấy rõ chưa? Vâng. Đây. Đấy. Đây là chiếc xe mà chúng tôi đang ở xưởng xe. Vậy chúng ta cũng tìm hiểu xem là chiếc xe này như thế nào và tại sao lại Đức lại cũng, ngay cả Opel Car cũng không sản xuất nữa, tức là ở Đức là không sản xuất nữa. Bây giờ mà các bạn đọc và xem những cái catalog và những thông tin của hãng Opel thì sẽ không thấy sản xuất cái dòng Opel Car này nữa, bởi vì là cái Opel Car là họ đã dừng sản xuất từ tháng 5 vừa qua. Thì đấy là thông tin của người bán hàng ở đây. Vậy đây là chiếc xe còn lại và các bạn có thể đặt mua ngay, nhưng mà số lượng cũng không còn nhiều. Đây, các bạn hãy cùng chứng kiến cái thông tin đó. Và như các bạn cũng đã biết thì trong thời gian vừa qua, trong nước đã dấy lên một cái luồng thông tin rất mạnh về cái việc mà ông Phạm Nhật Vượng đã sản xuất chiếc xe của ông ta ghi là VinFast Fadi và được bán ra ở thị trường. Tuy nhiên thì cái thời gian thử nghiệm thì cũng rất là ngắn, như ông ta nói là chỉ có 3 tháng và đã bán ra rồi. Thì cái điều đó thì không biết là sẽ đem được cái chất lượng như thế nào. Và đây là chiếc xe Opel Car còn lại của Berlin, mà nơi mà tôi đến tận nơi hãng xe Opel và xin phép họ để tôi quay cái hình ảnh này để cho các bạn biết về chiếc xe này, và họ cũng không sản xuất từ tháng 5. Thì đây hình ảnh của ông Phạm Nhật Vượng. Đây là ông ta đã cùng ông Nguyễn Phú Trọng đã được đến để đến cái xưởng của ông ta ở Hải Phòng để thăm. Thì phải nói rằng ông ta có một cái sự quan hệ rất lớn với cả quan chức cấp cao ở trong nước. Và không biết là phía sau lưng, sau những cái chuyến thăm này, họ có bảo kê hay là họ có tạo điều kiện gì hơn so với doanh nghiệp khác không, và có cả bộ đội và công an đi cùng. Đấy, tức là cái việc này là rất là liên quan đến những vấn đề là chính trị.
tức là ông Phạm Đức Vượng là có vấn đề liên quan đến chính trị để sản xuất. Và đây là hình ảnh ông Phú Trọng trước khi ông bị đột quỵ, ông có đến ở Hải Phòng ông thăm cái cơ sở. Và cùng với đó thì các bạn cũng biết rằng là có cái là đây là hình ảnh của ông Nguyễn Xuân Phúc. Nguyễn Xuân Phúc, đây hình ảnh của Nguyễn Xuân Phúc. Để ông ta đã cũng đã đến thăm xưởng sản xuất ở Hải Phòng của ông Nguyễn Phú Trọng, và ông ta đã rất là quảng cáo mạnh mẽ cho cái sản phẩm này. Đấy. Và sau cái thời gian vừa qua thì chính vì tôi đã đưa những thông tin rất nhanh, rất rõ ràng về cái vấn đề là kỹ thuật cũng như là cái chất lượng của cái xe VinFast Kadi. Và hiện nay các bạn đang thấy đây là chiếc xe Opercar, một chiếc xe còn lại gần như cuối cùng ở Đức, và họ cũng không ngừng sản xuất cái dây chuyền này từ tháng 5 rồi. Và chúng tôi đã điều tra thì được biết là như vậy. Và chính vì những cái thông tin mà tôi đưa ra trong và ngoài nước người ta biết, và những cái người mà người ta không ưa cái chuyện đó ấy, thì người ta đã có những cái lời lẽ thiếu lịch sự và thậm chí là đe dọa đến tính mạng của tôi và cái tờ báo, bởi vì họ muốn rằng là ám sát hoặc là có những cái lời lẽ rất là khó nghe như thế này. Tức là ông Tuấn Nguyễn nói rằng ông sẽ bị bắt sau 24 giờ. Đây, ông Tuấn Nguyễn, ông nói là ông sẽ bị bắt sau 24 giờ. Đấy, tôi nói với tôi là như vậy, comment tha vào Facebook và vào YouTube của chúng tôi. Thì đây là cái việc mà phải nói là những cái người mà làm cái vấn đề này thì rất là nguy hiểm ở chỗ là họ không những là ủng hộ hoặc là quảng cáo cho ông Phạm Nhật Vượng mà người ta còn dùng những lời lẽ thô tục và đe dọa những cái tính mạng của những cái người phóng viên báo chí như chúng tôi. Mặc dù tôi có sống ở Đức thế nhưng mà điều đấy rất nguy hiểm. Tất nhiên là cái việc mà bảo bắt giữ sau 24 giờ thì có lẽ là rất là khó, bởi vì là ở đây thì nước Đức là nhà nước pháp quyền, anh muốn làm một bất cứ việc gì anh cũng phải có những cái bước diễn ra những cái bước qua tư pháp độc lập, và khi một cái lệnh bắt giữ thì anh phải có tòa. Nhưng mà báo chí ở đây thì rất tự do, cho nên là những việc đưa tin như thế này thì cũng không làm vừa lòng nhiều người, nhưng mà chắc chắn rằng là những người dân trong nước cũng sẽ biết được thông tin sự thật. Và như vậy, và chiếc xe đây là chiếc xe Opercar và họ có Euro 6, tức là thì mới đảm bảo bán được ở Đức. Và đây nữa là những cái đe dọa tiếp theo mà tôi xin gửi đến các bạn, là đây cái thông tin người ta đưa đây, cứ ở xứ người mà phụt bừa có chúng lỗ không bạn, mẹ nó mà biết thì nó thuê mafia nước ngoài nó nấu cháo mày sớm, nếu biết thì như thế thì ai thuê nói như thánh ấy. Tức là như vậy là họ dọa rằng là dùng mafia nước ngoài. Đây, đấy các bạn xem. Đấy, đây những cái thông tin mà chúng tôi đưa ra các bạn xem. Đây, đấy, đấy. Tức là họ nói rằng là họ có thể là thuê mafia nước ngoài để nấu cháo, để nấu cháo những cái người phóng viên như tôi. Thì cái điều này thì có lẽ cũng có thể dễ xảy ra, bởi vì là các bạn cũng đã biết ở Đức với cả Nga và những cái nước khác, Ba Lan, Séc thì cũng gần nhau. Và ở đây thì vừa rồi đã năm 2017 đã xảy ra vụ bắt cóc ông Trịnh Tấn Thanh tại ngay Berlin này. Đấy là có cái sự kết cấu kết của chính quyền Việt Nam cùng với cái đại sứ quán và những cái tổ chức thế giới ngầm, tức là thế giới xã hội đen ở đây. Cụ thể đó là việc ông Đường Minh Hưng, trung tướng Đường Minh Hưng đã tham gia cái vụ bắt cóc đó, và sau đó là có cùng với cả ông Đào Quốc Oai, Nguyễn Hải Long và rất là nhiều những cái người khác bên Cộng hòa Séc sống ở trong khu chợ Sapa. Mà ở đấy thì các bạn đã biết rằng cái bộ máy mà xã hội đen thì rất là nhiều, và họ từ đó sang đến bước Đức thì rất gần, thì cái việc mà bị họ ám sát hoặc sát hại thì cũng có thể xảy ra. Đây. Đấy các bạn thấy, thì cái việc đó thì cũng có thể xảy ra, bởi vì là phải đề phòng. Chính vì vậy trong thời gian vừa qua thì cảnh sát Đức, tức là EK, cảnh sát Đức đã tăng cường cái điều tra và những cái vấn đề bảo mật cho tờ báo cũng như cho bản thân tôi, để chống lại hoặc là ít nhất là để đảm bảo cho cái việc an ninh của nước Đức được trước những cái sự đe dọa của chính quyền hoặc là của ngay cả bây giờ của doanh nghiệp cấu kết với chính quyền ở trong nước định với tay sang đây để tiếp tục là làm những cái việc mà rất nguy hiểm đến tính mạng của những người như chúng tôi là viết báo. Và đây nữa có những lời lẽ tiếp theo tôi xin gửi đến các bạn, là ông Vượng cho sát thủ sang tận Đức giết ngay con chó này đi. Đấy, đây, đây. Đấy, đây là cái lời lẽ đe dọa mà họ đã gửi đến chúng tôi qua Facebook và qua YouTube để đe dọa mà khi tôi đưa tin, bởi vì là xe ở Đức thì các bạn đã biết là rất là tốt. Thế nhưng mà nó phải đạt cái tiêu chuẩn là Euro 6 như ở đây.
thì mới có thể đăng ký và lưu thông được. Chứ còn xe ông ta thì chỉ Euro 4 thì không ai ở đây dùng nữa và không được phép sử dụng ở đây. Thì chính vì cái sự phát hiện đó mà đã đem lại cái những cái phiền phức cho tôi trong cái việc mà đưa tin cũng như là những cái thông tin mà chúng tôi tiếp tục đăng tải tới đây. Và tôi đã bị người ta dọa là sang tận Đức để giết con chó này đi, tức là họ viết rất rõ trong cái thông tin này. Đấy, các bạn đã thấy, tức là sự nguy hiểm của cái nghề báo chí không phải chỉ ở Việt Nam mà ở Đức cũng gặp cái sự nguy hiểm thường trực đối với chúng tôi khi chúng tôi làm những bản tin rất là đơn giản và chúng tôi chỉ nói những cái vấn đề mà những cái hãng xe họ sản xuất ở đây đảm bảo chống ô nhiễm môi trường, tiết kiệm năng lượng và được thử test rất cẩn thận qua những cái hệ thống kiểm tra độc lập, và không phải chỉ kiểm tra ở những cái hãng và bản thân họ sản xuất mà họ phải đi gửi đi những cái nơi mà kiểm tra độc lập để sản xuất, để kiểm tra, và cái điều đó mới đánh giá được cái chất lượng. Chứ còn không phải như ông Phạm Nhật Vượng là ông chỉ, ta chỉ thử ở hãng KM ở đâu đó và không đưa ra những cái nơi bên ngoài để thử. Mà nếu mà như vậy thì có khác gì mình tự mình làm mà tự mình thử. Và đấy là cái đe dọa mà tôi đã gặp phải. Và ngoài ra thì có những cái thông tin là người ta còn nhắn tôi là bắt bỏ tù thằng này đi, bắt bỏ tù. Đây, các bạn xem. Đấy. Bắt bỏ tù và đấy. Và họ nói rằng là bắt bỏ tù thì cái việc đó thì có thể sử dụng những lời lẽ và cái đe dọa khó xảy ra, bởi vì là bắt tù một người thì phải qua xét xử và sau đó mới có tội thì mới vào tù được, chứ còn không thể tự mà bắt và bỏ tù được. Và những cái đe dọa đó thì quả thực là rất nguy hiểm, và chúng tôi đã copy và dịch những cái tờ, những cái thông tin này, và chúng tôi đã đưa cho cái cảnh sát Đức để họ tiếp tục điều tra xem là những người nào đã dọa và cái danh tính của họ ra sao, cái địa chỉ IP của họ thế nào. Khi mà chúng tôi đưa tin về những cái hãng xe, về những cái sản xuất xe và những xe rất là đẹp và chất lượng ở Đức mà giá thành lại rất thấp, trong khi xe trong nước do Phạm Nhật Vượng sản xuất thì giá thành rất là cao và chất lượng thì không thể biết được. Đây, trong một tờ này nữa thì họ còn nhắn thêm là ông Phạm Nhật Vượng có thể thuê mafia thủ tiêu ông này trong ngày gần nhất. Vâng, các bạn hãy xem cái thông tin mà tôi đưa ra. Đây là thông tin. Đây. Đây, xin lỗi. Đây. Đây. Phạm Nhật Vượng nó sẽ thuê mafia thủ tiêu ông này trong thời gian gần nhất. Đây, rất rõ ràng. Và cái thông tin này đã được gửi cho cảnh sát Đức để họ tiếp tục điều tra cái người tên là Toàn Clever này, để xem là người ta ở đâu và ở đâu đã dùng cái máy tính nào để viết những cái lời đe dọa này và nhằm mục đích gì, và liệu những cái người này có liên quan đến việc ông Phạm Nhật Vượng hay không. Đấy. Đấy. Đấy, đe dọa đấy, Phạm Nhật Vượng nó thuê mafia thủ tiêu này đấy, đấy, tức là thuê mafia thủ tiêu. Thì khi mà có cái phía Đức mà có bằng chứng và chứng minh cho cái việc mà nếu ông Phạm Nhật Vượng thuê những người này để giết nhà báo bên Đức, nhà báo Đức, thì cái điều đó sẽ rất nguy hiểm, bởi vì là nó không khác gì cho làm cái tuyên chiến đối với nhà nước Đức, và nó trở thành như là cái tình trạng là chiến tranh. Và chắc chắn rằng với cái đó xảy ra thì ông đại sứ Nguyễn Minh Vũ và những cái cán bộ công sứ quán ở đây sẽ bị trục xuất ngay lập tức và đóng cửa tàu đại sứ và sẽ không quan hệ nữa, vì như vậy là rất là nguy hiểm. Cho nên là ông Phạm Nhật Vượng hoặc là những cái người mà có ý đồ làm cái việc này thì hãy suy nghĩ trước khi làm, bởi vì là nó sẽ gây ra cái tổn hại rất lớn cho kinh tế và xã hội của Việt Nam, bởi vì là nếu mà ám sát một nhà báo ở Đức thì là điều rất nguy hiểm và gây ra cái giống như tuyên bố chiến tranh, và thì cái điều đó là rất nguy hiểm. Và tiếp theo tôi xin đọc một cái thông tin nữa, họ ghi rằng là thằng Khoa này mày là phản quốc, chuyên xuyên tạc về Việt Nam, ai thèm nghe mày xuyên tạc, mày đáng bị nhân dân Việt Nam tử hình. Đấy, đây các bạn xem, đây là lời lẽ của bài đọc của họ. Và họ nói rằng nhân dân Việt Nam là muốn tử hình tôi. Đấy, thì không biết là các bạn đánh giá sao về cái việc này, bởi vì là nếu mà tử hình một con người ấy, thì là phải có bản án, và tất nhiên là cái hình phạt tử hình thì không bao giờ còn ở những cái nước như vậy nữa, như ở Đức nữa. Thì đây cái vấn đề tử hình này có nghĩa là ám sát và giết rồi, thì cũng rất là nguy hiểm. Và thì cái việc này là nếu mà ông Phạm Nhật Vượng mà dùng những cái người như thế này mà để đe dọa nhà báo Đức thì đấy là một sai lầm, bởi vì là làm như vậy thì không khác thì tuyên chiến với nước Đức. Và nếu mà sự việc xảy ra và nếu mà tôi có vấn đề gì đó thì do cái việc mà đe dọa này gây ra từ phát nguồn từ VinFast thì chắc chắn rằng là đây là tình trạng sẽ được tuyên bố tình trạng chiến tranh giữa Đức và Việt Nam, và lúc đấy thì chắc là không ai muốn. Và bởi vì Đức thì họ đã làm
đã làm rất kỹ và sẽ không cả nể. Và tiếp tục một người nữa tên là Mạng có nhắn thêm là tao gặp mày ở ngoài tao đập cho mày nát mặt chó. Đây các bạn xem, đấy họ có nhắn thế này, đấy đấy, tao gặp mày ở ngoài tao đập nát mặt chó mày đấy. Tức là cũng họ sẵn sàng dùng những cái lời lẽ, những cái đe dọa rất là nguy hiểm đến tính mạng con người để nhằm bịt cái thông tin sự thật, và bằng mọi cách họ bịt, và ngay cả đe dọa cả đánh người như thế này. Thì đây là cái hình, đây là tội hình sự, và chắc chắn rằng cái người tên là Mạng này ở trên Facebook và YouTube thì sẽ bị điều tra, và họ sẽ xem người này ở đâu như thế nào, và khi điều tra ra nếu mà có sự phát hiện ra nó cùng một địa chỉ IP, nếu mà nằm ở khu văn phòng hoặc chỗ nào đó của ông Phạm Nhật Vượng thì ông Phạm Nhật Vượng chắc chắn là sẽ có liên quan, bởi vì khi họ vào trong dùng máy của công ty ông, dùng trong cái mạng nội bộ của ông mà viết những cái này ra thì cảnh sát Đức, an ninh mạng của Đức họ chắc chắn họ sẽ tìm ra là ai là cái người viết và từ địa chỉ nào, thời gian nào. Đấy. Thì đây là cái thông tin mà tôi đưa ra cho các bạn, và tất cả những thông tin này thì chúng tôi đã dịch ra và đưa cho cảnh sát Đức rồi, và các bạn cũng đã biết là ông Phạm Nhật Vượng là một cái người mà vốn là ở Ukraine, và ông ta làm mì tôm, và bây giờ trong thời gian gần đây thì ông ta tự nhiên nổi lên với việc là có đất, xây đất nhà và bất động sản, và bây giờ ông nhảy ra sang làm cả ô tô, và chiếc xe ô tô mà ông ta sản xuất thì nếu mà tốt thì ông ta cứ quảng cáo và cứ bán. Thế nhưng mà có điều là những cái điều mà họ quảng cáo, họ nói thì không giống như cái mà thực tế. Đó là việc ông ta chỉ có Euro 4 thôi, và đấy là việc là ông ta không thử, cho thử ở những tổ chức thử độc lập, mà lại đem chỉ thử ở trong nội bộ công ty KM. Và điều đó thì rất là khó kiểm tra chất lượng, bởi vì tự sản xuất, tự thử thì nó chỉ là một bước, và cái bước quan trọng là phải thử độc lập. Thì sau khi tôi đưa những thông tin đó thì đã bị rất nhiều dư luận viên hoặc là những người nào đó đe dọa tính mạng, mà những người này không biết là có phải làm việc ở trong cái tòa nhà của ông Phạm Nhật Vượng hay không, thì cái điều đó cảnh sát Đức vẫn đang điều tra và tiếp tục truy tố những người đó. Và đây có một người ghi nữa là đây là con chó Khoa này này, bố mày nhớ cái mặt rồi nhé, về mà bố bắt được bố cắt đầu mày không trượt cái nào. Đây đấy, mà tao cũng không chỉ tao này, mà cả nước Việt Nam muốn cắt đầu mày đấy. Tức là bây giờ họ muốn dọa, đe dọa là cắt đầu ông Lê Trung Khoa, và đồng thời là không phải chỉ ở cái người đó, mà thậm chí là họ nói là cả Việt Nam muốn cắt đầu. Thì không biết là những cái người này là thế nào, TV22 đây là tên của người ta, thì những cái người này không biết là có ngồi làm việc ở chỗ văn phòng chỗ ông Phạm Nhật Vượng hay không mà lại viết như thế này. Và tôi tin rằng là với cái điều tra của cảnh sát Đức thì những cái người mà đe dọa như vậy thì chắc chắn là sẽ phải đối diện với pháp luật của Đức, bởi vì việc điều tra thì không thể nhanh được, nhưng mà nó có thể kéo dài. Và những cái người có tên như vậy thì khi mà nhập cảnh hoặc xuất cảnh vào những cái nước châu Âu thì có sẽ gặp khó khăn rất nhiều, nếu mà họ viết như thế này, đe dọa tính mạng như thế này thì chắc chắn là sẽ không được nhập cảnh vào những nước dân chủ. Đấy, đấy. Thì điều tra những cái này thì không khó, bởi vì với cái điều tra thì cảnh sát có thể biết là cái nguồn khởi nguồn viết những cái này ở đâu, và những cái nhóm này có phải là một nhóm hay không. Đấy. Ngoài ra còn có người nói là cái vụ Trịnh Xuân Thanh ra sao rồi. Đây mày có ngụ ở đây, có một cái người khác viết thế này. Cái vụ Trịnh Xuân Thanh ra sao rồi hả? Thằng chống phá Khoa, mày có ngu cũng phá. Phá hiểu động Đảng Cộng sản Việt Nam không quan tâm, tức là phá Đảng Cộng sản không quan tâm mày phá, nhưng mày xuyên tạc chống phá đất nước mà dẫm chân lên một thế lực tư nhân là rước họa vào thân mày đó. Chó dại. Chỉ có một lệnh bài là hồn mày lìa khỏi xác. Đây các bạn xem. Đấy. Tức là bây giờ họ dùng những cái thứ mà tức là một lệnh bài, tức là được ra lệnh là sẽ sang đây, đột nhập sang đây thì là lìa khỏi xác, thì có nghĩa là sẽ giết thôi. Giết bằng cách nào thì không biết, có thể nếu mà ở Ukraine chẳng hạn thì thuê Ukraine thì có thể là dùng những cái thủ đoạn như bắn tỉa, hoặc là ở bên đấy thì súng đạn thì nhiều, thì ngay cả những khẩu súng chống tăng hoặc là súng lớn họ có thể bắn sập cả tòa nhà được. Thì nếu có tôi trong đó thì hoặc cả tòa báo sập đấy thì là cũng rất nguy hiểm, bởi vì Ukraine đến đây rất gần, mà đấy ở đấy đang có chiến tranh thì vũ khí nó nhiều, hoặc là làm những cái thứ mà nguy hiểm khác. Thì cái này là cảnh sát Đức họ vẫn đang điều tra để xem biết là ai dọa và những người dọa là ai, và liệu ông bàn tay của ông Phạm Nhật Vượng có liên quan đến cái vấn đề này không. Đấy, và cái đó là các bạn sẽ tiếp tục được biết vào trong thời gian tới. Và cũng chính vì những cái thông tin đó của tôi đưa ra rất phù hợp, cho nên là những cái chiếc xe của Phạm Nhật Vượng, người dân người ta tự người ta thử và người ta sẽ biết được trong thời gian tới có tốt hay không. Và đây là chiếc xe Kia
Opel là chiếc xe thực tế là đã được sản xuất ở, ở Đức và dưới cái công nghệ rất mới và là Euro 6. Thì còn chiếc xe của ông Phạm Nhật Vượng chỉ Euro 4 và không ai dùng nữa. Thì cũng qua một thời gian im lặng khá lâu thì báo chí trong nước cũng có một tờ báo chí là tờ Phụ Nữ rất dũng cảm và họ đã nghiên cứu, họ viết và rất khá đúng, rất đúng về những cái thông tin mà chúng tôi đã đưa và những cái thông tin họ điều tra thêm. Đây các bạn xem. Đây và báo Phụ Nữ. Báo Phụ Nữ ngày 24 tháng 6 là ngày hôm nay đây. Đây đã đăng là đặt câu hỏi là VinFast Fadi liệu có như quảng cáo hay không. Đấy. Đấy thì đây là bài báo rất hay và các bạn có thể truy cập vào cái đường link mà chúng tôi sẽ tiếp tục đưa cho các bạn lúc nữa ở đây để các bạn biết và bài báo trong nước đã đăng rất rõ ràng về cái những cái chất lượng của ông Phạm Nhật Vượng thế nào và tôi tin rằng là tới đây thì những cái tờ báo khác sẽ tiếp tục đăng tin về cái việc này và để cho bạn đọc trong và ngoài nước cùng biết thêm. Và tôi cũng nghĩ rằng là những tờ báo khi đã là báo chí rồi thì các bạn cũng dũng cảm và các bạn cũng mạnh dạn đăng tin sự thật để cho những người tiêu dùng Việt Nam không bị lừa dối và sản phẩm của Việt Nam phải ngày càng chất lượng hơn. Đây là cái bài báo ngày hôm nay của báo Phụ Nữ đã đăng và đặt câu hỏi là VinFast Fadi liệu có như quảng cáo hay không. Đấy, đấy các bạn thấy. Đấy. Và bài báo này, đây là tờ báo đầu tiên trong nước đã đăng cái bài đặt câu hỏi về vấn đề này. Từ lúc mà ngày 17 tháng 6 là tôi đưa tin về việc này thì đây là tờ báo đầu tiên đã đăng. Và tôi tin rằng là những báo chí khác cũng sẽ tiếp tục đăng cái thông tin đó để phục vụ các bạn. Và các bạn cũng biết là sau khi một thời gian ốm nặng thì ông Nguyễn Xuân Phúc thì luôn luôn là cái người mà đi cùng doanh nghiệp thì điều đấy rất hoan nghênh. Tuy nhiên nếu mà ông ta trực tiếp là cái người chỉ quảng cáo cho VinFast thì lại thảo là một vấn đề khác. Chính vì vậy mà có lẽ Nguyễn Phú Trọng là cái người dù sao thì theo cái điều tra của tôi thì tôi biết rằng là ông Nguyễn Phú Trọng cũng không có cái tài sản cá nhân và không tham nhũng, chưa tham nhũng, tức là chưa phát hiện ra tham nhũng. Thế nhưng mà Nguyễn Xuân Phúc thì đấy là một câu hỏi rất lớn bởi vì rất nhiều vấn đề, nhiều chuyện mà chúng tôi có thể tới đây sẽ đưa ra để cho các bạn biết về ông Nguyễn Xuân Phúc hoạt động thế nào, sân sau ra sao và có tham nhũng hay không. Thì khi trong thời gian vừa qua thì ông Nguyễn Phú Trọng từ ngày 14 tháng 4 năm 2019 đến nay thì ông ta bị đột quỵ ở Kiên Giang thì bị phải điều trị rất là nhiều và ông tạm cố gắng trong hội nghị Trung ương 10 cũng có xuất hiện và vừa qua cũng lại xuất hiện trong cái cuộc họp đối với cả Bộ Chính trị vừa qua và đó là vào ngày 21 tháng 6. Đây. Đây và thì từ lúc ông Nguyễn Xuân Phúc thay ông Nguyễn Phú Trọng, gần như thay Nguyễn Phú Trọng hoặc điều hành đất nước thì nhiều chuyện đã xảy ra và mọi cái trở nên rối ren. Thì có lẽ như vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng còn rất mệt nhưng mà ông ta vẫn cố gượng dậy để tiếp tục làm cái công việc của mình là chống tham nhũng và chống lợi ích nhóm và chống bút bẩn và những cái vấn đề khác. Thì Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ có thể tiếp tục đồng hành với dân tộc nếu như họ tiếp tục chống tham nhũng một cách triệt để, chính xác và thay đổi những cái đường lối của họ để cho nó dân chủ hơn và người dân được phép tham gia vào cái công việc vận hành đất nước chứ không để cho những cái chỉ một số quan chức lớn tham gia thì cái lợi ích nhóm của họ sẽ bị họ sẽ thâu tóm dần lên nền kinh tế đất nước và người dân sẽ đi vào đói khổ và lúc đó thì họ sẽ vùng lên thôi. Và vùng lên thì như vậy là sẽ rất khó khăn cho cái việc mà Việt Nam phát triển trong thời gian tới sẽ nhiều cái bất ổn và không ai mong muốn là Việt Nam sẽ tan nát trong nội chiến cả. Mà chính vì vậy là ông Nguyễn Phú Trọng cần phải có trọng hơn lúc nào hết, còn một chút thời gian, một chút sức lực thì ông hãy cố gắng là xây dựng Việt Nam cho nó dân chủ và tự do hơn. Đây là thông tin Nguyễn Phú Trọng vừa xuất hiện vào 21 tháng 6 vừa qua. Và tất nhiên Nguyễn Xuân Phúc thì bị ông Nguyễn Quốc Vượng là ông Trọng cầm tay và chắn đằng sau. Thì bức ảnh này thì thực ra là nói lên rất nhiều những cái điều mà không cần phải viết nữa. Đây là Nguyễn Xuân Phúc đã bị chắn lại. Vâng, đây là cái hình ảnh mà chúng tôi xin phép có quay xung quanh nữa là chiếc xe VinFast là sản xuất thì giống gần tương tự như cái chiếc xe này. Và đây là chiếc xe Opel K mà các bạn đã biết. Đây là cái catalog của họ mà tôi đã xem. Đây Opel K và trực tiếp là hôm tới chúng tôi sẽ tiếp tục truyền hình trực tiếp chi tiết về chiếc xe này để cho các bạn đã biết là Opel K. Nhưng mà chiếc xe Opel K như các bạn đã thấy ở đây thì ở Đức thì không sản xuất nữa, đã dừng sản xuất từ cuối tháng 5 rồi và họ sẽ không sản xuất loại này nữa, chỉ bán lại hàng tồn thôi, còn lại. Và cái điều đó rất phù hợp cho cái việc mà ông trong nước đã sử dụng cái công nghệ này để tiếp tục sản xuất. Tuy nhiên những cái thông tin mà chúng tôi đưa ra trong thời gian vừa qua, những cái vấn đề về kỹ thuật chúng tôi sẽ tiếp tục tìm hiểu để phục vụ bạn đọc trong và ngoài nước được biết chi tiết về cái chất lượng của chiếc xe do ông Phạm Nhật Vượng sản xuất nó khác như thế nào với cả chiếc xe Opel K này mà ông bao bán giá rất cao và vấn đề về
bảo hành, bảo trì cũng như là phụ tùng thay thế và những cái vấn đề an toàn khác thì chúng tôi sẽ tiếp tục phục vụ các bạn vào chương trình truyền hình dần tới. Và lần này chúng tôi chỉ nói về vấn đề là những cái đe dọa đối với nhà báo, đối với cả những cái hoạt động báo chí không phải chỉ trong nước mà khi ngay ở Việt nước ngoài, ở Đức thì họ cũng chúng tôi cũng bị đe dọa nghiêm trọng, và đến mức mà cảnh sát Đức phải